Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Tiếp tục series thanh lý hàng, một số mặt hàng cần thanh lý trong buổi trưa chiều ngày hôm nay. Vì em có tháo review hai con tẩy mâm tơ block Y.T8950G. Đây mô đen của nó nhé, không phải là 900W đâu. 8950G. Con này là 16 sò một kênh. 16 sò một kênh nhá. Đấy, và 32 sò hai kênh. Công suất thì các bác tính theo mức độ như này, 16 sò tức là 8 đôi, mà 8 đôi nhân 150 thì nó ra là 1200W và 8 ôm. Và 4 ôm thì nó khoảng tầm là 2000W. Đấy, 4 ôm của nó là khoảng tầm là 2000W. Các bác đánh full RAM 715 725, các bác đánh thoải mái. 718 728 các bác đập tít mù luôn cho em nha. Các bác đã thấy con đẩy nào 32 sò mà sử dụng cái biến áp nó to như thế này chưa? Đấy. Biến áp của nó rất là to nhá. Ở đây có điện áp thì em sẽ xem luôn nào. 108V, 54V, 0V, 108V. Đấy. 108 đúng rồi ạ. 108, 54, 0, 54, 108V. Đấy. Và máy cầu ra của nó là cầu kép. Tức là ở đây 1 2 này một vế công suất, 1 2 bên này một vế công suất nữa. Và công suất đây là nó sẽ chia riêng ra nhá. Bốn con tụ này nó sẽ một kênh, bốn tụ này nó sẽ một kênh còn lại đó. Đây gọi là máy kép nên là đánh một vế đánh súp, một vế đánh full ram, các bác cứ đập thoải mái. Thì là nửa giá của hai con này em sẽ báo giá luôn này các bác này, đừng có vội, không phải tua. Con này em đang bán là 6 triệu, con này là 6,5 triệu, chênh lệch nhau 500.000. Con này là đã sửa chữa, thay diode nguồn được chưa, thay diode nguồn đấy, các bác nhìn này thấy chưa, thay diode nguồn đấy, diode zin thì nó đây, đây diode zin ba con zin này, con này đã thay thế này, vẫn đảm bảo cho các bác nhá, vẫn đảm bảo, tức là bán cho các bác vẫn bảo hành cho các bác trong vòng 3 tháng, thanh lý rồi vẫn bảo hành 3 tháng đấy nha. Những cái này trước em bán tận 7,9 triệu cơ, sau đó thì về mạch TD rồi là nguồn xung các cái thì mấy con này bỏ ra thanh lý cho rộng chỗ, bán bằng giá nhập vào. Nếu như các bác mua về trong vòng 3 tháng mà lỗi là em nỗ nặng luôn. Ví dụ ví dụ con này mà các bác mua về trong vòng 3 tháng lỗi công suất, các bác gửi lại bên em bảo hành, hoặc không thì em bán cho các bác 300, các bác tự sửa. Đấy, còn chi phí hơn nữa thì tùy. Đấy, em chỉ bảo hành trong mức độ thế thôi nha. Ví dụ bán cho các bác chả may mà lỗi công suất, lỗi hết một vế hay lỗi hai vế đi, các bác gửi về em bảo hành sửa lại hết tầm triệu hơn triệu là bên em phải lo. Còn nếu như các bác bảo thôi chủ bán chuyển khoản cho anh tí tiền thì em bán cho các bác 300, ví dụ thế. Đấy, là các bác tự mang đi thợ sửa. Đấy, ví dụ mà sửa hơn triệu thì các bác tự đi một chịu, em nói thẳng rồi, gửi bên em thì em bảo hành đầy đủ cho các bác, chỉ mất cái phí vận chuyển thôi. Còn không thì em bán cho các bác 300, các bác tự lo. Đấy, kiểu ấy, nó khi vui vui tí nha. Thì con này là 6 triệu nha. Đặc điểm nhận dạng là không có chân, đằng sau là gãy một cái cọc hoa, cọc dương. Đấy, chỉ còn cái rác new trick cắm đây thôi. Đấy. Cái này thì em cũng phải thay cho các bác thôi, nhưng mà hiện tại cái này mà thay thì cũng hơi nhọc tí. Ốc của nó người ta này hàn cả bên nữa. Mỏ hàn của em không đủ nhiệt nên là không xử lý được cái gãy này nhá. Các bác thông cảm. Còn bên này nữa thì là nó nguyên zin. Bốn cọc loa đầy đủ. Đấy, và có chân. Chân cao su ở dưới. Đấy, luồn cả tay vào đây. Đấy. Luồn tay không móc được cái gì. Đấy thấy chưa? Bên này thì nó tịt rồi, không luồn tay được. Đó, thấy chưa? Đấy. Đặc điểm nhận dạng thế. Với thứ hai nữa là các bác nhìn cái mặt này, con này hơi bị xước này. Đấy, con bên này nó có số 3 này. Con này là 6,5 triệu nhá, con này là 6 triệu. Đấy, giá trên là bán tại cửa hàng, chi phí vận chuyển khoảng tầm 200-300 nghìn, các bác tự lo. Đấy, còn các bác nào lấy cả hai con thì là 12,5 triệu, và em sẽ khuyến mại các bác là ghi cước phí vận chuyển. Các bác lấy cả hai con thì là 12,5 triệu, em khuyến mại các bác là cước phí vận chuyển. Cước phí vận chuyển hai cục này không có tầm 500 với nạ, các bác yên tâm nhá. Điện áp cấp rất là cao. Đấy, 108, 540, 54, 108. Các bác mà về ví dụ rảnh rỗi tháo cục nguồn này ra. Đấy, xong là lấy điện áp ra để cấp nguồn cho ví dụ như biến áp hay là biến áp cách ni này, biến áp từ 220 xuống 100V, 110V ấy, thì đây là sự lựa chọn hoàn hảo. Đấy. Đấy, con này có thể là tải được khoảng tầm 2-3.000W nếu như các bác lấy ra để làm biến áp cách ly, biến áp cho các thiết bị 100V ấy, 2-3.000W khoảng tầm đó. Đấy.
Và công suất thực tải thì con này là vào 1200 là 8 ohm nhá, 4 ohm là khoảng tầm 2000. Các bác mà chơi đồ đánh cầu, tức là cọc dương kênh A và cọc dương kênh B, đấy, thì nó vào khoảng tầm 2500 W, 8 ohm. Nếu như 4 ohm thì nó vào khoảng tầm 4000, khoảng tầm 4000. Đấy. Rất là khỏe. Máy đây, máy theo kiểu dạng máy ống này, lại quạt gió rất là to. Con này thì em phải kiểm tra lại quạt gió nhá. Đấy. Con này là nóng nó quay nhưng bây giờ nóng nó không quay nữa thì em phải xử lý lại bằng cách này như này. Đấy. Có điện trợ công tắc con Zune này. Đấy, thì quạt gió nó sẽ quay theo kiểu là vừa vừa. Và khi nóng thì nó sẽ vẫn quay bình thường. Các bác nào quan tâm đến mẫu này thì liên hệ trực tiếp em. Giá đã báo rồi, giá trên là giá thanh lý nhá. Còn ngày trước là 7 triệu 8, 7 triệu 9 cơ. Bây giờ bán này nếu mà chả may thì các bác dùng trong vòng 3 tháng mà nó có lỗi thì chịu thôi. Chưa mượn xe cái nhá. Các bác nào quan tâm cái này thì liên hệ trực tiếp với em nhá. Này đi, cái con Zone nó rất là to này. Rất là to. Giờ nè noa to như cái gì. Còn đây là cái mạch xử lý này. Mạch xử lý, đây là mạch xử lý âm sắc. Nó sẽ tăng giảm volume ở đây. Có tăng giảm volume bằng điện tử này. Và chỉnh cả bát cả tép luôn. Rất là hay. Chỉnh bát tép, tôn này, tông nhạc. Giá trên là rẻ rồi. Còn kêu mà thanh lý sao đắt thế thì em nói thật các bác, thanh lý bằng hòa vốn thôi hoặc lỗ một vài trăm nghìn thôi. Chứ bây giờ các bác đòi mua con này bao nhiêu? Làm gì có máy nào mà bây giờ các bác mua giá như này nữa. Như thế này mà còn kêu nữa, 32.000 W, đủ dòng tải, còn kêu nữa thì chịu. Con này nha các bác đánh xúc đơn 50 nhá. Xúc đơn 50 tới 2 côn trăm các bác đánh thoải mái chưa? Xúc kép cũng đánh được. Một cái là máy lâu ngày đánh xúc kép cũng được. Có vẻ nó hơi đuối thôi. Con này các bác phù hợp đánh 7-2 năm. Nhiều sò thì đánh xúc nó sẽ căng hơn. Đấy. Còn dòng tải con này thì ngang với những loại mà 54 sò, 54, 58 hay 52 sò, dòng tải của nó ngang nhau. Có một cái nào quát ra thì nó yếu hơn tí. 32 sò với loại 52 sò nó hơn nhau nhiều, các bác đã chênh lệch hơi nhiều đấy. Nhưng mà dòng tải thực tế thì nó là vậy. Đấy. Các bác nhá, các bác nào quan tâm đến này thì liên hệ trực tiếp với em. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau. We'll be right back.